Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay. Sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phóng sự Đưa hàng thủ công mỹ nghệ vào thị trường Nhật Bản trong mục xúc tiến thương mại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức hội thảo quốc gia về chủ đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa 11. Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, đối với Việt Nam, vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp đang trở thành một nhu cầu quan trọng và cấp thiết. Để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, ngoài những chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ cũng như tối đa hóa lợi nhuận, điều cốt yếu phải xây dựng cho được văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng chính là mối quan tâm to lớn của Đảng và nhà nước ta. Hội thảo đã tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Nằm trong dự án hỗ trợ thương mại đa biên Moontrap, vừa qua, Hiệp hội Xuất khẩu Hàng thủ công mỹ nghệ Vietgrab phối hợp với Phái đoàn châu Âu SECWA tổ chức hội thảo phát triển thiết kế xây dựng thương hiệu bền vững cho ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia đã tư vấn chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Việt Nam về những xu hướng thiết kế sản phẩm nhằm tăng cường năng lực thiết kế và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ vào thị trường quốc tế, đặc biệt là EU. Trong thời gian tới, dự án phát triển thiết kế và xây dựng thương hiệu bền vững cho ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Vietgrab phối hợp với Đại học Lund, Thụy Điển, tổ chức SECWA Đức phối hợp thực hiện sẽ có các hoạt động như tổ chức các khóa đào tạo, tổ chức cuộc thi thiết kế, đưa chuyên gia thiết kế châu Âu và tư vấn các doanh nghiệp tham gia các hội chợ chuyên ngành tại châu Âu, v.v. Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bộ Công Thương Pakistan Muhammad Shera Abab đã đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 3 Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp Việt Nam-Pakistan. Tại kỳ họp, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Việt Nam mong muốn mở cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường giao thương. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng phối hợp với phía Pakistan tổ chức các đoàn giao thương, trao đổi thông tin, các hội chợ triển lãm ở mỗi nước. Đánh giá cao ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Muhammad Shera Abab cho biết, các doanh nghiệp Pakistan mong muốn tìm hiểu về thị trường Việt Nam và sẵn sàng tham gia các hoạt động kinh doanh với các đối tác Việt Nam. Tại kỳ họp lần này, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam và Cục Phát triển Thương mại Pakistan đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai nước. Qua đó, Cục Xúc tiến Thương mại trao đổi danh sách các hội chợ, triển lãm được tổ chức hàng năm tại mỗi nước và quảng bá khuyến khích doanh nghiệp của hai bên tham gia các hội chợ và triển lãm này. Trong thời gian tới, hai bên sẽ thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác để khai thác tiềm năng và lợi thế của mỗi bên để đưa quan hệ thương mại hai nước lên tầm cao mới. Tại hội thảo, cơ hội thương mại và đầu tư tại Cuba do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet và Phòng Thương mại Cuba tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Orlando Hernandez Willen, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba đã khẳng định Việt Nam là một trong số các quốc gia mà Cuba đặc biệt ưu tiên đẩy mạnh phát triển mối quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư. Mối quan hệ thương mại, kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba có xu hướng tăng trưởng bền vững trong những năm gần đây. Hiện nay, Cuba rất quan tâm đến việc thu hút đầu tư và có nhiều chính sách để kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến với Cuba. Các lĩnh vực mà Cuba ưu tiên kêu gọi đầu tư là công nghệ sinh học, phát triển và sản xuất dược phẩm, công nghệ bao bì, đóng gói, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, viễn thông và công nghệ thông tin, du lịch, bất động sản, đầu tư hạ tầng, v.v. Tại hội thảo, Giám đốc điều hành đặc khu phát triển Cuba cũng cho biết, nước này đang thực hiện chế độ thuế đặc biệt để kêu gọi đầu tư vào các khu đặc biệt phát triển Marriott. Hiện tại, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến đầu tư vào Cuba. Thì công ty chúng tôi cũng có đầu tư hai cái dự án tại thị trường Cuba. Thì tổng vốn đầu tư cũng tầm trên 25 triệu đô. Thì có một cái dự án thì chúng tôi là 100% vốn của chúng tôi. Và một dự án là riêng về bột giặt thì chúng tôi có liên danh với công ty Suchen tại thị trường Cuba. Và dự án bột giặt thì chúng tôi chiếm toàn thị phần rẻ Cuba luôn, là một năm trên 30.000 tấn sản phẩm. Nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Cuba, khai thác hiệu quả các tiềm năng kinh tế thương mại, đầu tư của hai nước, trong năm 2015, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư tại thị trường Cuba.
Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải thưởng sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2014 lần thứ nhất đã được tổ chức thành công. Qua đó, top 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc, top 10 doanh nghiệp xuất sắc có sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa cao, 80 doanh nghiệp đạt thương hiệu Việt tiêu biểu được vinh danh là động lực để các doanh nghiệp hưởng ứng và tham gia cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Qua 5 năm, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được các cấp, các ngành và đông đảo các doanh nghiệp và người tiêu dùng nhiệt liệt hưởng ứng. Hiện có 92% người tiêu dùng rất quan tâm đến cuộc vận động. 63% số người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 54% người tiêu dùng khuyên người thân trong gia đình và bạn bè nên mua hàng Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết nhiều doanh nghiệp trực thuộc được vinh dự nhận giải lần này cũng đã tham gia chương trình thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau. Các tập đoàn, tổng công ty đã ký kết các hợp đồng thỏa thuận với tổng giá trị lên tới 71.000 tỷ đồng. Qua 5 năm triển khai, cuộc vận động đã đóng góp tích cực vào phát triển hệ thống tiêu thụ hàng hóa, tạo tâm lý mới cho người Việt Nam. Động lực quan trọng nhất của cuộc vận động chính là nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hướng tới chuẩn mực quốc tế và thông qua công tác truyền thông mạnh mẽ để người tiêu dùng nhận thức đầy đủ hơn về hàng Việt Nam có chất lượng cao và ưu tiên lựa chọn mua hàng Việt Nam. Qua đó có thể thấy, để cuộc vận động đi vào cuộc sống, doanh nghiệp Việt phải luôn phát huy nội lực, ngày một nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng và tham gia tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ mạng lưới tiêu thụ hàng hóa hướng tới hội nhập quốc tế. Để hưởng ứng cái cuộc vận động này thì bản thân Chacoaco là một cái doanh nghiệp rất là tích cực đi đầu và ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Cụ thể là trong cái chương trình này thì chúng tôi được trao giải cho sản phẩm Boconic. Đây là một sản phẩm mà hoàn toàn sử dụng dược liệu Việt Nam và hiện nay thì được cộng đồng người dân Việt Nam rất là ưa chuộng sử dụng, và đặc biệt là sản phẩm Boconic đã được dùng rất là nhiều trong cái hệ thống điều trị. Hiện tại thì chúng tôi đang đưa up hai cái thương hiệu Rock dành cho nam và Annie dành cho nữ tại thị trường nội địa và một số nước Đông Nam Á, xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á. Với tư cách là một doanh nghiệp, tôi rất là vui mừng khi được hưởng ứng cái công cuộc vận động của nhà nước, các cấp lãnh đạo với thực hiện việc nói chung là thực hiện những cái tiêu chí cũng như những cái cuộc hội họp để mà khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Đó là một cái khích lệ cho những doanh nghiệp của chúng tôi và riêng cho doanh nghiệp tôi và chung cho các doanh nghiệp nói chung. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế đất nước. Thông qua cuộc vận động đã tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Những hoạt động đã triển khai như là đưa hàng Việt về nông thôn, đưa hàng Việt vào kênh phân phối, liên kết tiêu thụ nông sản, tôn vinh dịch vụ sản phẩm, thương hiệu Việt, v.v. đã góp phần giúp cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về cuộc vận động, qua đó hình ảnh chất lượng hàng Việt ngày càng nâng cao. Qua kết quả 5 năm triển khai đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế của đất nước, phát triển hệ thống tiêu thụ hàng hóa và tạo nên một cái tâm lý mới trong người Việt Nam, đó là quan tâm, đánh giá, trân trọng và dùng hàng Việt Nam chất lượng tốt. Có thể nói, chúng ta rút ra ba bài học thành công của cuộc vận động này trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ Công Thương cũng đề xuất với các bộ ngành liên quan cần tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt có chất lượng cao và uy tín trong nước, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử phù hợp với đề án phát triển thị trường trong nước, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam hiện đứng thứ hai châu Á. Mặc dù chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng ngành hàng này có mức tăng trưởng bình quân khoảng 13-15% một năm. Đóng góp vào thành công chung này phải kể đến hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp giữ vững và mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ. Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có khoảng 300.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 3.500 làng nghề và làng có nghề, trong đó làng nghề thủ công mỹ nghệ chiếm phần không nhỏ.
là một trong những ngành xuất khẩu có thế mạnh thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đã giúp cho doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm phát triển sản phẩm, thị trường, năng lực quản lý nên đã chinh phục được các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, EU, v.v. Ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong thời gian vừa qua là một trong những ngành có nhiều sự phát triển nhanh cả về số lượng và kim ngạch. Theo thống kê sơ bộ thì hiện nay chúng ta xuất khẩu đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ về kim ngạch xuất khẩu, và trong thời gian tới thì sẽ còn tiếp tục phát triển nhiều hơn. Mặc dù có nhiều biến động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam năm 2014 riêng thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch 122,9 triệu đô la Mỹ. Có thể nói thị trường Nhật Bản luôn là thị trường đầy tiềm năng cho ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Thì riêng với thị trường Nhật Bản thì tôi đánh giá là một thị trường rất là khó tính nhưng mà rất là tiềm năng, và có những yêu cầu về những cái thiết kế rất là tốt, và các sản phẩm thêu tay của chúng tôi thì cũng đang dần chiếm được cảm tình của thị trường Nhật Bản. Theo các chuyên gia trong ngành, bên cạnh những yếu tố về chất lượng thì khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm chiếm 30% giá trị sản phẩm. Thực tế, nếu doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào quá trình sản xuất với hệ thống đồng bộ, hiện đại để có sản phẩm có chất lượng, kết hợp với xu hướng màu sắc, thiết kế mới, đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng thì sẽ rất thành công tại thị trường Nhật Bản. Để hàng thủ công mỹ nghệ luôn phát triển và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Nhật Bản, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet, cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, trong những năm qua đã không ngừng tổ chức các chương trình tư vấn giúp doanh nghiệp nắm được những nội dung cơ bản về xu hướng và cách thức phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Điển hình là vừa qua, Cục đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Du lịch ASEAN Nhật Bản tổ chức hội thảo tư vấn thiết kế các mặt hàng quà tặng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, một trong những lý do hàng Việt Nam chưa vào Nhật Bản được nhiều là do quy cách tiêu chuẩn của người tiêu dùng Nhật Bản với hàng hóa rất cao, mà có thể là sự khác biệt trong tiêu thụ hàng hóa mang tính văn hóa, lịch sử mà doanh nghiệp Việt Nam chưa nắm bắt được. Khó khăn đầu tiên là do mặt hàng của mình là những cái mặt hàng có tính chất thời trang, rồi nội thất, về vải. Khi mà gặp khó khăn chính là về thiết kế, bởi vì khi mình không ở trong cái môi trường của nước ngoài thì mình cũng không hiểu rất ít về cái đời sống xã hội của họ để mình làm những cái sản phẩm phù hợp. Doanh nghiệp Việt Nam cần phải tranh thủ tối đa các cái cơ hội để đi tiếp xúc cho ra các cái thị trường nước ngoài, mà đầu tiên là đi tham gia hội chợ triển lãm và có thể là tranh thủ những cái sự hỗ trợ khác nhau của các cơ quan hữu quan hoặc là của cá nhân mình để đi tham gia các cái hội chợ triển lãm để thăm dò cái phản ứng của thị trường đối với cái mặt hàng của mình, và cũng là một cái dịp để nghiên cứu khảo sát cái thị trường nước ngoài. Đấy cũng là một trong những cái cách mà để thâm nhập ra cái thị trường nước ngoài. Có thể nói, bên cạnh các chính sách hỗ trợ đào tạo về thiết kế, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động tham gia các hội chợ quốc tế để xâm nhập và nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội hỗ trợ từ nhóm thiết kế chuyên nghiệp để tạo ra được những dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng, sử dụng gần gũi, phù hợp hơn, mang lại hiệu quả tốt nhất tại thị trường Nhật Bản.